mọi người có ai muốn hỏi gì đó, trao đổi gì thì tôi nói chuyện với mọi người chút xíu. Xin mời. Bây giờ lúc đây sao rồi? Bớt lâu nè. À, trước là bị 4 tháng nè. Dạ thưa, lúc đó là con bị là con bị thiết lạc luôn, không có nghe luôn á thầy. À. Cái là lỗ tai trái con hoàn toàn không nghe gì luôn. Xong mà sau đó con có đi bệnh viện tai mũi họng thì họ đưa con vô cấp cứu. Thì cấp cứu xong á thì họ điều trị cho con liệu phát đồ của họ là 10 ngày. Thì ra con uống thuốc rồi cũng cả mấy tháng mà con không hết, con bị ù nghe có chút xíu thôi. Tức là nghe thanh nó bị méo mó và nghe bên tai trái nó không có rõ. Nó cứ bị giống như là ù ù rồi lẹt trong đó và nó nổ tóc 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 và con không nghe rõ. Thì con nghe bên này thì rất là rõ. Con đo tai thì con có cái thính đồ, cái phát đồ luôn là của thính lực học ở đó. Thì tai này họ nói là con nghe kém ở mức độ nặng. Thì con có nghe trên mạng nói về cái môn y pháp mau mạch của thầy. Và con có nghe nói là thập chỉ liên hoàn có thể điều trị được cái này. Thì con có tìm tới và có tìm hiểu, hôm nay là buổi đầu tiên con đến. Dạ. Thì con cũng có nhân duyên là đã được gặp được thầy. Thì con nghĩ đó là cũng là cái may mắn cho con. Dạ, và chính thầy đã làm cho con thì con cảm thấy là nó có hiệu quả như vậy á. Thì con có lẽ là con sẽ cố gắng sâu xếp thời gian nhập đồ đi làm để con tham gia cái khóa học. Đây mình học á, nó có cái lợi cho mình vậy nè, tại mình học cái mình chữa nha cho chính mình á. Nhiều khi á mình làm giảm bớt nhưng mà mình phải chữa được nhiều lần ở chính mình mỗi ngày. Thì đồng thời kết hợp một số khác nữa. Mà giờ hiện nay thì em chặn cái tay bên đây coi, chặn lấy cái tay này đút vô đây nè đó. Rồi bây giờ nói bên đây nghe có tốt không? Dạ không, nó nghe an giống như là nó tiếng vang ở đâu lại chứ không phải là ở đây. À. Tiếng nó vang vang từ chỗ nào lại. À, nhưng mà bây giờ bắt đầu nghe cái tiếng vang có đỡ chưa? Dạ thì cũng nghe thầy nói, nhưng mà ở bên nơi nào mà rất là ồn thì con không có nghe được gì hết. Nên là ồn mà con tay này không nghe gì luôn, rồi cái bên nói cũng không nghe luôn. À, mà giờ nè, nãy giờ có đỡ không? Dạ thưa, lúc là thầy làm cái chị kia nãy chỉ làm cho con, nó vẫn bị ong ong. À. Nó đỡ hơn, nó nhẹ cái tay chút xíu. Nhưng mà đến lúc thầy làm cho con thì con thấy tự nhiên giờ nó bớt ồn luôn. Bây giờ ngồi tôi bấm thêm một cái nữa. Đưa hai chân lên. Đưa chân kia luôn. Rồi, bây giờ nghe lại cái tay. Bây giờ không nghe tiếng ù nữa mà. Nó đỡ rồi thầy. Đỡ rồi hả? Dạ. Con không có nghe nó ong ong nữa. À, tốt rồi hả? Dạ. Ok, được rồi. Dạ. Cho em ngồi xuống đây đi. Rồi, giờ hỏi đi. Em là bị cái đầu gối này thì nó là bị cách đây có 2 năm thì nó bị đau mà chữa đông y miết không khỏi. Yeah. Chữa tây y cũng không khỏi. Xong nó gửi lên y học thể thao thì y học thể thao nói là nó bị rách cái màng sụn, chụp em đai nó đã mổ rồi. Mổ rồi nhưng mà tiêm thuốc chất nhờn rồi là tiêm các thuốc giảm đau vào mà cũng không đỡ. Thế bây giờ đi đến đây thì nó đã đỡ rồi. Nhưng bây giờ chữa một tuần nay học thì thấy đỡ khoảng độ 50%, 60% rồi. Nhưng bây giờ đứng lên ngồi xuống hoặc là đi lên cầu thang thì hơi được thôi. Nhưng bây giờ nó vẫn còn đau. Nó đau và nó đau nhiều khi nó đau cả ở cái phía dưới này này. Nó không biết là vì sao. Vâng, nó căng. Mà cũng về là làm cái bài tập ở đấy, học về là cũng làm. Nó cũng đỡ được 50% rồi. Nhưng mà vẫn còn bị đứng lên ngồi xuống vẫn chưa được. Thì như là liệu là như nào? Cái tất cả những cái bệnh mà về đầu gối hay là bệnh ở xương khớp hay là bệnh ở cơ gì, tất cả những cái đó về theo lý thuyết đó là tất cả đều ảnh hưởng do cái hệ mao mạch hết đấy. Rồi mao mạch đó là nhiệm vụ của nó là nó phải đưa hồng cầu, đưa những cái chất dinh dưỡng rồi lại đưa oxy vô để nuôi dưỡng những cái bộ phận trong cơ thể của mình. Vì nó bị một cái lý do gì đó
mà cái mau mạch đó, nó không đem đủ hết những cái chất đó để mà vào nuôi dưỡng ở chỗ mình, nó mới gây ra cái sự tổn thương đó. Và chính cái sự tổn thương đó đó là nó làm cho những cái bệnh mà mình hiện nay mình thấy. Do đó là khi mà tác động bằng phương pháp của bào quỳnh thanh lịch á, vì bào quỳnh thanh lịch là máu bơm vô, cho nên khi mà máu mà bơm vô và đầy đủ á thì mấy cái hiện tượng đó nó mất hết. À, nhưng mà sau đó cái bao mạch nó lại tiếp tục là co lại nữa, nó không đủ nữa. Cho nên tại sao mà ở đây á, mình á là luôn luôn yêu cầu mọi người á là làm có kết quả rồi đừng chủ quan, là mình phải tiếp tục học. Học á để mà mình thử mình biết mình làm, rồi về nhà mình á là mình hướng dẫn cho người nhà mình làm giúp cho mình. Hiểu tôi nói không? Rồi không bao giờ quên là chườm đá. À, thì cái đá nó có cái độc đáo này là nó làm cho cái bao mạch nó giãn ra, nó đuôi được. Nhưng mà muốn ở một cái bình đầu gối á thì mình sẽ chườm nóng ở vùng gan và mình chườm nóng ở lòng bàn chân. Và khi chườm xong hết rồi thì thỉnh thoảng mà rảnh á thì mình sẽ lấy cái đá mình luộc lên. Luộc lên á thì mình sẽ làm cái massage, thay vì massage bằng tay thì bây giờ mình lấy massage bằng đá. Mình bắt massage bằng đá. Rồi sau đó thì mình sẽ ở đây á có cái khăn mà chườm thận á là nó có ba cái túi, lên lấy cho mượn cái khăn chườm thận ha. Rồi lấy hai cục đá luôn đấy. Thì khi á là mình dùng cái khăn này thì khăn này nó có một cái rất là đặc biệt là nó chườm vừa dùng thận mà vừa cái dùng đầu gối mình á. Thành thử khi mình bỏ vào á làm nóng xong ha, mình bỏ vào thì bắt đầu mình quấn như thế này nha. Và quấn như thế này thì khi quấn cái này xong á thì mình để cái đầu gối mình á thì mình để cái sao cho nó vừa đây, cho mình để đây. Thì cái nguyên tắc của nó là sao cho hai cái cục đá này nó đối nhau ha, nó đối nhau. Thành ra là khi á mà mình để đây á thì nó giữ cái hơi nóng, hai cái nó đối nhau thì nó sẽ làm cho cái đầu gối mình rất nhanh khỏi. Và nên nhớ là cái này là thiệt chiêu nha, thì làm xong nó đỡ liền. Do vậy là phải chịu khó một chút xíu. Thành ra là chỉ công trong vòng là một tuần nữa là chị giảm nhiều rồi. Nhưng bây giờ chị may mắn chị gặp tôi thì tôi bấm cho chị một cái cho chị cảm thấy vui tí xíu được không? Rồi bây giờ chị nói á, rồi chị nói là chị bây giờ chị còn cứ động chị còn đau chị nói tôi thử không? Cử động không đâu, nhưng mà đi sao đi lên thang lầu có biển đau không? Chưa dám đi được. Bây giờ chị đi qua thang lầu đi. Chị đi mổ rồi. À, thì mổ rồi chị qua thang lầu kia, chị có thể đi từ từ chút xíu, chị lên đi, chị qua đây rồi về cô Yến cô quay cho đi, rồi tôi bấm thử cho con cái. Tôi nói tiếp rồi ha, là đối với cái phương pháp này đó là tất cả là nó dính ở cái khu bộ tâm thần. Thật ra là mình học ở đây là mổ chân trái á chị? Mổ chân trái đúng không? Một chân này là chân này là chân đau. Chân đau là chân nào? Chân phải. Chân phải à? Mổ chân phải đấy, chân này rồi ok. Nó sẽ có thời gian rồi cái co này mổ hôm nay như này là cũng là đỡ lắm, mà chứ hôm xưa là không đi thế này được. Thì mổ rồi. Vâng, mổ rồi đấy, đấy mổ rồi nó bị tổn thương. Bấm mũi hàng ngày rồi chúng ta hàng ngày. Đã rồi chị ngồi đây đi. Dạ. Tôi làm nhanh thôi, không có lâu đâu. Rồi chị đưa hai chân lên cùng lúc. Dạ. Đây. Đây. Rồi hai chân chị xích vô tí xíu. Dạ. Tôi co cái chân đó, co tí được rồi. Cái chân đây. Rồi. Rồi. Ok. Thì cái ngũ bội tâm kinh của bà Lịch đó, nó hay chỗ đó, là khi mình bấm á, là mình chia đau gối, chia đau chỗ nào nhiều nhất. Đau là. Bây giờ là mình nhìn thấy là cái đầu gối này vẫn bự hơn cái đầu gối bên này. Bên này bự hơn như thế. Đã bự đó. Nó bị, tức là nó cũng vẫn còn có dấu hiệu phù nề. Cho nên khi mà chữa đó, là cái chữa của chị này á, là cái đầu gối á, là phải chườm đá như tôi dặn vậy đó. Nóng như tôi nói chị vậy đó. Thì rồi cái thứ hai nữa là mình chịu khó mình co chân mình đẩy giống như cái bài tập kia đó. Nhưng mà khi đẩy á là chú ý vậy nè, là mình miết á, cái tay miết vậy nè.
tiếng mai miết vậy nè, mà thấy miết cái nào mình thấy mà nó còm á, đấy thì mình phải miết nhiều hơn cho đó. Tất nhiên là khi miết á, mọi người cái thủ thuật á là mình đẩy nhẹ nhàng cái mặt, cái tay mình nhẹ nhàng đẩy nè, thấy không, thấy cái tôi đẩy không, thấy không nè, tôi đẩy miết vậy nè, nhẹ nhàng nè, không chứ đừng có cấn mạnh quá. Thật ra khi mình miết á, mình nhẹ nhàng vô á là nó khác liền. Rồi thành thử á là cái ngũ bội tâm tinh á nó rất là quan trọng. Khi bấm này là nó thông hết rồi, thấy không? Chị nhớ nha, chị phải chịu khó, chị chồm gan, chứ chị chồm cái lòng bàn chân cho tôi. Tại cái chân chị á là máu nó xuống không được, nó bị lạnh lắm. Ra là tôi rờ chân chị thấy lạnh ngắt nè. Tôi bấm thì nghe ghê lắm chứ không có sướng như mấy người kia đâu. Rồi chị bỏ ghế đi, rồi bỏ ghế đi, rồi ngồi xuống. Rồi ok, tự nhiên rồi ngồi xuống luôn, sát chứ rồi ngồi xuống. Rồi đứng dậy, rồi xong rồi. Bây giờ chị thì đi lại thử một lần với cả ở Hàn thôi, và chị đi rất là bình tĩnh, đi tự nhiên đừng lo gì. Chạy được rồi ạ. Lớp ơi, lớp mình ơi, chị chạy được rồi. Đi nhẹ hơn bắn đấy rất nhiều. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ôi, nói hay quá. Úi dồi ôi, hay quá. Bây giờ chị chạy cũng được rồi, chị tự tin đi. Dạ dạ đúng rồi ạ. Bây giờ bắn đấy mà bây giờ có thể chạy cầu thang thì nó còn thốn rất nhiều, nhưng bây giờ nó đỡ thốn người lắm. Rồi, nó đỡ tin, nhưng mà tất nhiên mình muốn nó chạy, nói đỡ vậy thôi. Mục đích đến đây là chỉ cái đầu gối thôi ạ. Rồi thôi, đầu gối. Đầu gối á, cái đầu gối là bao nhiêu cái bệnh trong người. Tại vì á là khi mà tuổi mình lão quá đó thì cột sống cổ nè, cột sống lưng nè, đầu gối nè, ba cái đó là ba cái bộ phận nối lên sự lão quá của cơ thể mình. Cho nên á, khi á là mình giải quyết cái chuyện mà chống lão quá của cái cơ thể mình á, có nghĩa là mình chữa luôn cả đầu gối, lưng và cổ luôn. Khi nào mà chị thấy cái đầu gối mình mà giảm đau, có nghĩa là ngăn chặn được sự lão hóa. Nếu như mà đầu gối hết đau thì chị chắc chắn một điều là bây giờ chị trẻ quá rồi. Ok. Rồi, được rồi. Bây giờ mình hay quá, bên không thể nào để. Rồi, xin mời tiếp. Tại vì mấy người kia bấm chị nhẹ ra chị không ăn thua. Còn tại tôi bấm mạnh mới có kết quả. Sao? Con đang bị hai bệnh. Rồi. Đang khó thở. Ừ. Do là bị Bị viêm phế quản mãn. À rồi. Là theo cái cách dạy của cô. À. Con đã nhà con bấm hộ thì đã ngủ được một lúc. Rồi. Vẫn đang khó thở. Và hai là cái tay của chị đau đã từ lâu rồi. Hai cổ tay. Hơn năm rồi. Vậy là bữa nay là nhờ tôi chữa bệnh đó hả? Vâng. Thôi cái này bị nó dính nó có bài học luôn, mới làm cho tôi không có chữa đâu nha. Mọi người đừng có dụ tôi nha. Trong cái vấn đề mà để chữa mà mọi người học cái này xuyển á, thì chính là cái bài mà để mà chúng ta làm á thì dễ lắm. Thì giờ tôi đẩy cái tay nhẹ nhàng là chị hít thật sâu đi, hít sâu vô. Rồi thở ra, hít sâu vô. Rồi thở ra, hít sâu vô. Rồi thở ra. Rồi khi ta bấm á, mọi người bấm á, cái này á là khi bấm á là mọi người nhớ nè, mình đừng có giật tay gì bầm của người ta, mà mình để vô tay nè, mình bật nè, nghe không nè. Mọi người thấy tôi bật không? Đó, lên thấy không? Làm nhẹ nhàng thôi, đừng có làm mạnh tay chi. Đó nè, đi nhẹ nhàng nè, đó. Thấy không? Đó, nhẹ nè, nó nổi lên vậy. Thấy không? Đó. Rồi, ai biểu lệnh đi chi. Rồi, bây giờ hít thở vô coi nghe dễ chịu chưa? Bây giờ là đau rồi, quá rồi, phải nói cho dễ. Bây giờ lỡ rồi, đã làm hai tay kệ. Rồi, giờ hít sâu vô. Nè, rồi hít sâu vô. Rồi, hít sâu vô. Rồi, xong rồi. Rồi, mọi người nhớ nè, tôi bấm nè. Mọi người nhìn nè, mình phải đưa hai bên như vậy nè. Mình bật nè, nó gọi là bật chứ không phải là gì nữa. Đây nè, thấy chưa? Nghe không, chị này chị nhóm, nghe không?
thấy chưa, cái nó nổi cục lên nè, đã ghê chưa, đây nè, thấy chưa, đó, thấy chưa, thấy không, ngon lành chưa, không mà nó không có bầm, thấy không, nó dễ chịu lắm, thấy không, còn hai cái tay chị á, là chị chịu khó, là chị chồm gan á, trong khi chị chồm gan xong á, là chị chịu khó chị để có một cái ghế gì đó, cái hai tay lên vậy, rồi chị lấy cái đá, đưa cái đá ba cục, hai cục đây. Đó, tôi chỉ cho chị làm cái là mới hết được, bị cái chân chị, cái tay chị lạnh lắm à, chị để vậy, cái chị để cái đồ nào mà kê vừa đây á, chị mới đặt giùm tôi hai cái, hiểu chưa, đặt hai cái vậy ha, mọi người thấy nhớ là học luôn cái bài học này ha. Và một cái điều nữa là chị này á là phải chườm đá một ngày hai lần, trước ăn cơm chườm đá xong 2 tiếng đồng hồ, tối trước khi đi ngủ chườm đá 2 lần cho tôi. Tại vì là chị này là cái cơ địa là thân nhiệt của chị là dưới 36 độ C, do đó là những người nào mà cái dưới 36 độ C là cái sức đề kháng của thể yếu lắm, thành ra là cái viêm phế quản cứ bị đi lại không hết. Mà bây giờ là chữa rồi, chườm đá rồi, thì chị này là trong vòng tuần lễ sau chị ok hết rồi, được chưa? Thầy, khi chườm đá là em để cái này chườm hai bên này ạ. Đó nãy để cái đó cái cục không, không cần, chỉ cần hai cái để nó cặp hai bên này là được rồi, thì nó đủ thẩm thấu vì nó đi qua lại mà à, được rồi, tôi xong được rồi. Một tiếng một lần, dạ, một lần trường không, một ngày lần cũng được đó, không, tôi là mỗi lần trường một tiếng, một tiếng được, được rồi. Ai hỏi nữa? Dạ thưa thầy, tôi bị vừa cổ vừa lưng. Đấy. Mà bây giờ cái đầu gối thì nó cứng, một bên đầu gối này thì nó hơi cong, nó không được thẳng. Đúng rồi, tôi nhìn thấy rồi. Dạ. Bây giờ chị ngồi xuống cho tôi nói cho chị. Ha, cái thứ nhất á, hồi nãy tôi nói rồi, khi mà mình lão quá đó, thì ba cái bộ phận nó bị đau cho mình thấy rõ nhất. Dạ. Một là cột sống cổ, hai là cột sống lưng, ba là đầu gối. Ha, mặc dù chị nhỏ thói nhưng mà cân lượng chị vẫn là cân lượng nặng so với cái cơ thể chị. À, thì bây giờ chị phải làm sao làm cho giảm cân xuống chút xíu thì cái chân này sẽ bớt cong. Cái thứ hai nữa là chườm đá rồi học ở đây ấy, bấm quyệt rồi chịu khó thường xuyên điều chỉnh lại thì nó khỏi, nhưng mà cũng chị phải lâu lắm, phải 6 tháng mới trở lại bình thường. À, nhưng mà làm cái bớt liền, nhưng mà phải có thời gian 6 tháng em được chưa, cho đeo cái đai lưng rồi đeo cổ rồi đeo đầu đó luôn. Nhưng mà cái đầu gối bây giờ vẫn nó phải từ từ, tôi nói đây rồi, cái đầu gối á là do cái cân lượng của mình, cái trọng lượng mình nó nặng, cho nên đó là chị phải giảm cân lượng chút cho tôi, ít nhất là chị phải giảm 5 kg. Còn chị muốn là muốn giảm 5 kg hay không thì chị đi bây giờ có cái lớp mà chủ nhật mà ngày 18 này nè, sắc đẹp á, mà đi học thì sẽ sắc đẹp. Rồi. Thầy, tại vì sau năm 75 nó bưng nặng quá. Biết rồi. Cột sống nó bị hở, hai cái nó bị hở. Rồi, tôi nói gì rồi, lão quá rồi. Thôi, đừng ra. Trả lời rồi để mọi người khác dạ. nghe tôi nghe hỏi. Nghĩa là ở xa rất là mong gặp thầy để em chỉ cho cách. Đó thì đó thì lại đây sẽ chỉ, dạ. Yên tâm, dạ. Nha, giảm trọng lượng. Dạ. Được rồi, dạ. Thôi về đi. Tôi xin phép hỏi thầy chút. Rồi, cứ ngồi yên đó, rồi sao? Bây giờ tôi hỏi thầy, hôm đó là tôi hết bệnh được nhờ cái bà xui học viên ở trường này xuống trị bệnh cho tôi khoảng 2 tiếng hồ. Rồi. Và tôi đã bỏ gậy đi không một mình ở đây rồi. Ừ. Báo tin thầy, vậy mà giữa cái bệnh tôi chưa kết luận được tiền định hay là cái gì? Ừ. Cho nên báo cáo với thầy, tôi tập trung cái tiền định tôi đi coi như cái gạch này nó rụng lỗ luôn ha. Ừ. Bây giờ hết rồi. Ừ. Bây giờ tập trung chỗ cái gì cho nó hết. Ừ. Vậy đó. Thì tôi thuốc thì thiếu gì được. Thiếu không thua. Chiến sĩ khổ của đảng nhà nước mà. Rồi, thiếu không bằng thua. Ừ. Bởi vì á là hồi xưa ông làm ngành gì chứ? Tôi ngành bảo vụ. À, bảo vụ. Giờ anh biết là ông Lê Nguyên hỏi chứ gì? Không biết. Vậy là chưa biết. Liệu mình gọi là trước đây là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Phó Bộ trưởng. À, con cũng bị bệnh á, là tay chân không cựa được.
nói không được. Mà học trò tôi chứ không phải tôi nha, giữa 10 ngày nay nó chưa được bố ơi nè. Cho nên á, là cái chuyện là nhà nước là chuyện, còn cái chuyện mà của cái phương pháp này là chuyện ra yên tâm. Rồi bây giờ ông còn khó chịu gì nữa, ông nói thử tôi coi. Khó cái đó, bây giờ bên trong người tôi đi được, phải anh nói chung hết. Mọi người tránh qua hai bên cho ông này, đi qua đi rồi tôi nhìn thử. Rồi đi vào phòng. Rồi để ra chung đây nè. Rồi để nó đi, có ai rầy ông đâu. Rồi, rồi bây giờ đi tuốt bên kia, đi mà nhanh lên. Đâu có lồn quá, cũng quá to lắm. Cũng lù lù lắm, chưa ngon lắm đâu. Thì mới được rồi, rồi. Lần rồi. Phan, stop, giờ ông coi giờ lên, cứ gần đứng coi giờ coi. Rồi, coi cao lên nữa. Cao lên trước. Không phải coi gì nè. Đó, rồi, cái chân ghê. Bên này rồi. Yếu hơn, bên này yếu hơn. Ở đây yếu hơn rồi. Bây giờ làm chạy thử coi. Bỏ gì chạy, chưa chạy. Bỏ chạy rồi. Rồi chạy tới kia, tới kia, lại kia nữa. Cẩn thận vấp cái xíu thôi. Để vấp té cho nó u đầu đấy. Rồi, tới đây chạy đi, tới đây nè. Rồi. Rồi. Ngồi đây tôi cho chạy liền. Mấy tháng nay trời ơi, mấy năm nay, 6 năm. Rồi thầy ơi. Rồi được rồi, bỏ hai chân lên đây. Đứng sau lưng ông vừa. Rồi. Rồi, hai giữa sau lưng quen. Rồi. Ngày gái thứ tư. Thứ tư. Rồi. Cô này là sẽ đi học, à, mấy hôm vừa rồi là cô xem trên mạng. Trời đi học luôn mà. À. Cô tự làm. Rồi để hai chân lên nha, coi chân lên nha. Rồi. Cái này thay đi chạy bên đây. Được thầy chữa vậy? Thầy chữa được. Thầy chữa thì đâu có chứng gì. Thầy chữa mà đau thấy bà. Đau thấy mồm. Đau thấy mồm. Đau lắm. Thầy này làm đau thêm. Làm đau mới hết. Làm đau hơn một rồi. Làm đau đâu có sợ. Rồi là con gái làm gì ở quê? Dạ không, làm tóc. À làm tóc hả? Thôi hy sinh. Dạ. Ít hôm nay kiếm tiền bớt lại đi. Giàu nhiều lắm rồi, giàu cũng đã giàu rồi. Đúng không? Đến hôm để mà lo cho học xong ấy, mình nó về mình chữa cho ông già mình chỉ là một phần thôi. Yeah. Cái phần chính á là mình lo cho hàng xóm nữa. Yeah. Hồi nãy tôi nghe là kể là học rồi về giúp bà con là tôi mới giúp ấy nha. Chứ còn học mà để mà làm gì đó không có hay lắm đâu. Rồi, bỏ ghế đi. Rồi ông lùi ra. Rồi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đứng dậy rồi này không được nha. Ngồi xuống đi. Ngồi dậy xuống đi luôn. Đó. Rồi coi. Rồi đứng dậy, mạnh lên. Rồi ngồi xuống, quyết định đi chứ. Ngồi mạnh xuống. Rồi đứng dậy. Đó. Rồi ngồi xuống. Làm cho ngon lành coi. Rồi đứng dậy. Rồi, bây giờ ông đứng nha. Chưa, không chưa. Rồi, bây giờ ông coi chân lên tôi đi coi làm sao đi. Đó. Đó, mạnh rồi đó. Rồi, chân kia. Rồi, mới lên rồi. Bây giờ chạy được rồi đâu còn nữa. Cứ chạy đi. Đừng ngay vậy đó. Con này còn cái cứng á. Đào cái ông còn cứng cái lưng. Nha. Thật ra là cái này mà ép chân, như quay chân. Mấy ngày. Là... Nãy giờ tôi chưa báo cáo thầy biết chứ cô này biết là tôi có cái thoát gì để đẹp. Tôi người... biết rồi, tôi nhìn cái lưng tôi biết rồi. Hồi nãy giờ đây chưa ép chân quay chân đúng không? Có rồi thầy. Có, không đủ. Được rồi. Tìm nó. Thôi đi nữa, cứ đi, ông đi mạnh lên chứ mà gì đâu mà kìa. Dẹp cái chiếu chứ phải bóp đi, dẹp cái chiếu nha. Đó, thôi, mạnh lên, mạnh dạng lên, đó. Đi với quân đội á. Rồi quân đội, rồi được rồi, thôi ngồi xuống đi. Rồi. Vậy chứ bây giờ rảnh rồi. Rồi, tiếp nữa, ai hỏi gì? Bác này phải dùng thêm cái đai nữa nha. À, cái này để... cô Yến sẽ tư vấn cho rồi cách làm sao đó, nhưng mà riêng cái trường đá là đưa ra cho ông trường tiếp đi, là không có ngày nào bỏ nha. Gây ổng còn phải giải quyết cái đầu gối ông lại, đầu gối chưa có mềm, thành ra là phải ép chân rồi làm cái đầu gối, phải quay chân rồi nào, phải chân nào mà ép chân nào cái đầu cái gót chân
mà nó sát vô mông rồi thì lúc đó là ông chào hào rồi em, nhưng mà không sao đâu, tuần lễ sao là ok rồi. Rồi vậy là ok rồi ha, mọi người thấy cũng vui vẻ đáng học nha. Cái rối loạn tiền đình đó chị ngồi đây đi, cái rối loạn chị bị bao lâu rồi? Dạ cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ, rồi cái cột sống cổ chị có vấn đề vậy? Ngồi cứ ngồi đi. Dạ có. À. Dạ, thoát bị như vậy ăn là nam. À, ăn là ăn lợi bốn lần năm. Dạ. Còn cổ? Dạ cổ thì không. Cổ bị á. Dạ. À. Khi mà cái rối loạn tiền đình á, như thế tôi nói á, khi lão quá thì cột sống lưng nè, rồi đầu gối nè, cột sống cổ. Cho nên là chị là khi mà chị chườm đá đó, chị chườm cái gan và chị chườm hai cái động mạch cảnh cho tôi. Chị hiểu chưa? Rồi đồng thời á, nếu mà cho chắc ăn nữa đó, chị đi vô cái chỗ phòng khám là ta có chụp chụp X-quang á, chị chụp cho tôi cái cột sống cổ. Mà coi chụp số anh em là tôi coi cho. Thì chụp từ C1 đến C7, chụp thẳng và nghiêng, đem lại cái tôi đọc ra. Thì có, thì thường thường á là cái cột sống cổ mình có vấn đề á thì máu á, nó lên nó nuôi não được, nó làm cho thiếu máu não, nó làm cho hẹp cái mạch máu lại, và thiếu máu não lên nó mới làm cho mình cái hiện tượng rối loạn tiền đình, nó làm cho mình bị chóng mặt, bị choáng được các thứ. Thì bây giờ á, là nếu mà bị đúng cái đó rồi đó, thì ngoài cái chuyện mà mình bấm quyệt chữa rồi mình chườm đá xong á, thì mình phải dùng cái nâng cổ này, mình nâng cái cổ mình lên. Khi mình nâng cổ mình làm thường xuyên, mà cổ nâng á là phải mất 3 tháng trời chứ không phải là một ngày một bữa. Thì sau khi nó ổn hết rồi thì chị mới khỏe hoàn toàn được. Ha? Rồi thôi cố gắng học nha. Rồi xin cảm ơn. Thưa thầy, một người nữa. Dạ. Thưa thầy là bị cái trượt đốt sống lên rồi. Rồi rồi. Dạ. Cái thứ hai nữa thì bị cái suy giảm thính mạch. Rồi. Nhưng mà suy giảm thính mạch thì nó bị cứng cái cơ này với nó tê nữa, cái chân này về trước và nó nóng cũng như là bị sát ớt. Dạ. Dạ. Thì rồi. Bây giờ là có đỡ, tức là theo học. Thì làm tiếp. Còn tiếp còn tại vì á là khi nào á mà nó còn cái cảm giác mà nóng như rát buốt á thì cái đó là tại cái những cái mao mạch nó bị co lại, nó chưa bắn, nó chưa thông. Thành ra là chị vẫn tiếp tục chườm gan cho tôi, rồi chị chườm đầu gối, rồi chị chườm cái lòng bàn chân giống như nãy tôi hướng dẫn cho cái chị kia đó. Thì vẫn chườm nóng. Dạ phải chườm nóng, rồi nó làm cho mạch máu nó lưu thông hết, thì cái cảm giác rát bỏng không còn. Rát bỏng đó là tại vì á cái mao mạch bị co lại, rồi khi nó co lại nó không đưa hồng cầu đi tới được, nó không đem oxy đến được, nó cái hiện tượng nóng rát đó là hiện tượng thiếu oxy ở mao mạch, thành ra mới có hiện tượng đó. Nhưng mà chị chườm đúng hết rồi mà máu lưu thông nó đem hồng cầu đến nơi thì mà là oxy đem đến nơi thì cái hiện tượng nó không còn nữa. Ok, tôi yên tâm. Chườm nóng rồi. Tôi xin cảm ơn. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.